đầm sơ mi luôn là những kiểu dáng được rất là nhiều điểm cộng từ các chị, tại vì nó đem lại sự thanh lịch vô cùng hai các chị mình ha. Mình có thể mặc đi làm nè, đi chơi hoặc là đi tiệc, đi du lịch đều rất là thoải mái. Với mẫu đầm này của nhà em thì nhà em thiết kế phong su, nhưng mà khi các chị thấy em mặc lên thì lại có một cái cọng dây đai ở eo. Thì nếu mà các chị mình muốn là có điểm nhấn hơn hoặc là nhìn vòng eo của mình trông gọn hơn thì có thể sử dụng cái vòi dây này để mình cột lại ha, cột nơ ở bên hông giống em nè. Còn không thì mình có thể là để ra thành phong su rộng luôn, các chị rất là thoải mái. Mẫu đầm này thì nhà Tinh Tinh đặc biệt thiết kế là màu xanh họa tiết thì sẽ đem lại cảm giác mát mẻ cũng như là nhìn mẫu đầm của mình rất là cuốn hút người đối diện khi mà nhìn vào cái thiết kế của nhà em. Đây, cổ thì là cổ sơ mi đơn giản cơ bản nhưng rất là thanh lịch. Và đi bên dưới của nhà em thì nhà em chọn cho mình những cái nút rất là sang các chị, và tay của mình sẽ là dạng như tay loan vô cùng thoải mái, tạo cảm giác là nó mềm mại hơn. Cái đầm của mình nhìn nó điệu hơn rất là nhiều ha, tuy là mình kết hợp với dáng cổ sơ mi nhưng mà nhìn cái phần tay thì vẫn rất là ưa nhìn và che được khuyết điểm bắt tay cho các chị. Ở dưới thì vẫn sẽ có túi nên các chị mình đi đâu cũng sẽ thấy tiện hơn rất là nhiều. Mẫu đầm này thì bên em đặc biệt thiết kế bằng chất liệu vải là wool hàng nên em trên mặt em thấy rất là mát các chị ơi. Bên trong thì mình có lót nữa nên các chị yên tâm không có bị là kiểu cảm giác là mỏng cũng như là lộ hở nha. Mẫu đầm này thì hiện tại đã và đang có mặt tại cửa hàng của TTV rồi. Nếu mà mình muốn ghé qua mặt thử thì mình có thể ghé qua các cửa hàng, còn các chị không có thời gian thì có thể để lại số điện thoại bên dưới, bên em sẽ gọi điện lại tư vấn cho mình sau ha. You said you needed space, was sober, had a drink, and I come over now. Can't manage to say no, I can't stand to be alone. Let me out. Các chị ơi, nếu như các chị gặp mẫu đồng này ở ngoài thì em nghĩ là các chị sẽ yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tại vì với mẫu đồng này thì với họa tiết của nhà em làm cái tông màu sắc vô cùng nhã nhặn luôn. Và nó nhìn một cái là ưng liền ha các chị. Bên cạnh đó là với cái thiết kế phong đầm, đây là phong dáng đầm sơ mi suông, thì khi các chị mặc lên sẽ cảm giác là thoải mái nè, thanh lịch và sang trọng vô cùng. Bên cạnh đó nếu mà các chị yêu muốn có điểm nhấn ở eo thì mình có thể sử dụng cái dây buộc nơ này cột giống như em để tạo điểm nhấn ở eo nè, làm cái phong dáng người của mình gọn hơn ha. Đầm này thì mình có thể mặc đến hai kiểu luôn. Rồi, các chị thấy nhìn cho em nè, cổ là cổ sơ mi nhẹ may rất là đứng, phong lên cực kỳ, phải nói là cực kỳ phải rất là sang các chị, những cái phần cổ của mình sang ha. Và ở dưới thì sẽ có những hạt nút màu vàng nè, kết hợp màu đen nè. Bên tay của mình thì sẽ là tay loan, thì các chị mặc lên sẽ che được khuyết điểm phần bắp tay rất là tốt. Và em cảm thấy là cảm giác cái đầm của mình nhìn nó nhẹ nhàng hơn cũng như là nhìn nó uyển chuyển mềm mại hơn ở phần cánh tay. Xuống dưới thì vẫn sẽ có hai túi hai bên cho các người đẹp của mình để đồ. Mẫu đầm này thì nhà em làm bằng chất liệu vải wool hàng nên cực kỳ mát. Mặc dù thời tiết ở ngoài đang rất là nóng nhưng mà khi mà em chuyển lên mẫu thiết kế này thì em cảm thấy là không bị toát mồ hôi nè, không bị bí nè các chị, vô cùng thoải mái luôn. Nếu mà các chị đang cần tìm một mẫu đầm để mình có thể mặc đi làm, đi tiệc, đi chơi đều rất là phù hợp thì các chị có thể chọn ngay cho em mẫu này nha, sang lắm cả nhà. Rồi, lên liền, nếu mà các chị thích mẫu siêu phẩm này thì có thể là để lại cho em số điện thoại ngay dưới video để bên em có thể là gọi điện hỗ trợ tư vấn cho mình ha. Cảm ơn tất cả các chị đã xem hết video này của nhà TTV. Và các chị ơi hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký để có thể nhận được thật là nhiều thông báo của nhà em. Và nếu như mà chị em nào nhà mình ưng ý sản phẩm của nhà TTV, hãy để lại cho em xin mã sản phẩm.